Việc chào quý vị và các bạn thân mến. Việc có mấy cặp vỏ lò muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thì ở đây là vỏ lò cũ đã qua sử dụng của Nhật. Rồi hàng Nhật xuất đi thị trường châu Âu cũng có, vân vân. Thì trước khi chia sẻ và quay chi tiết đến quý vị và các bạn những cái vỏ lò ở đây, thì Việc nói đầu clip luôn là kênh của Việc bán hàng ship hàng toàn quốc và đặc biệt không ship COD. Quý vị nào tin thì mua, không tin thì xem tham khảo. Sẵn qua đây thì Việc cũng xin chia sẻ một vấn đề luôn. Đối với những bác thợ mua thì chuyển khoản. Còn mà nói tôi là thợ đợi chiều mai mốt chuyển khoản gì đó thì bỏ qua cho Việc nha. Tại vì đúng ra là có mấy cái vỏ thủng đây nè, là Việc đã bán hết rồi. Nhiều anh em hỏi lắm. Nhưng mà Việc cứ để cho một bác thợ quen, một bác khách quen, thợ quen đó, và để từ hồi bữa thứ bảy cho đến chủ nhật cho đến hôm nay thứ hai, bác cứ đổi tới đổi lui, đổi tới đổi lui, chút thì bác chốt đôi này, chút bác chốt đôi kia, chút bác chốt đôi nọ đó. Và đến hôm nay đến thứ hai luôn thì nó rất là mệt, rất là bực bội, và sau này thì Việc xin phép không bán cho những bác thợ như vậy nữa. Rồi thì đầu tiên Việc chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cặp vỏ lò của Biêu nữa. Cái cặp này á, thì mấy ngày trước Việc có quay á, là nó bị lai chép á. Thì anh em ủng hộ Việc lo chép lo chung rồi, phân tầng rồi, giờ chỉ còn cái vỏ thôi. Cái vỏ này thì to lắm nha, quý vị nào mà ở các tỉnh ở phía Bắc á, thì cũng thủ 500 ngàn ship cặp vỏ này, tại vì nó nặng là 30 kg đó, 27 kg đó, ngang là 42 đó. Cái thùng nó rất là to và chiều cao là 78 và chiều sâu là 39 đó. Thì với cái kích thước này và đóng thêm cái thùng xốp vào nữa thì nó rất là cao, rất là bự đó. Thì thủ khoảng 500 ngàn để tiền phí ship cho cặp này. Rồi thì thùng là thùng gỗ lạng, để Việc quay phía sau cho quý vị xem đó. Thùng gỗ lạng, quý vị nào muốn túc tát muốn làm gì đó làm đó. Hàng cũ đã qua nhiều năm sử dụng thì nó cũng chảy chóc nha, bể nở thì chứ không thì không có nở, chóc mẻ đồ này nọ chút đỉnh đó, dơ bụi đó. Rồi thì giờ để Việc quay ở phía trước cho quý vị xem sơ lại. Cái này là Việc cũng đã có một clip quay rất là kỹ rồi khi nó còn lo đó, tại vì khi mà Việc lấy về nó lai cái lo chép. Đây là thùng của hãng Bioneer, dòng thùng CS. Cái thùng này á đánh rất là hay luôn, tiếng Bắc rất là mềm, tại cái vỏ thùng cái hậu nó sâu và cái ván nó dày, tiếng bass rất là hay nó. Thì thùng này bắt được bass 30, 32 và có thể là quý vị nào á bắt được bass tầm 34 luôn, tại vì hai bên đây á nó còn rất là nhiều, quý vị có thể phát cái lỗ bự ra nha. Và cái vỏ thùng này nó rất là bự cho nên mình bắt những cái bass lớn hơn cũng được luôn, không có vấn đề gì. Và cái lỗ lo chung lọt lòng là lọt lòng là 12 nè, còn cái lỗ chép ở trên đó là lọt lòng là gần 9 nha, xém chút nữa 9 rồi. Và cái lỗ thông hơi thì lưới e căng còn đầy đủ cho quý vị và các bạn, tem bill nữa luôn đó. Ở đây cũng vậy thôi, cái thùng này là cong gối rất là cực khổ nha quý vị, rất là nặng. Và giá Việc đưa ra đó thì Việc cũng đã nghiên cứu kỹ rồi, thì quý vị thông cảm đừng trả giá mất công mất thời gian của quý vị. Rồi rồi cái cặp vỏ thùng Bioneer to bự này nè, Việc bán cho quý vị và các bạn giá 1.800.000. Quý vị thông cảm đi, ba cái thùng xốp hết 300 rồi, còn có 1.500.000 à, 1.500.000 mà công mình vận chuyển về rồi công vận chuyển đi gửi đồ này nọ. Mình nói như vậy không phải là để mà kể lể hay gì, mà để cho quý vị và các bạn biết là nó không có đắt, tại vì mình còn nhiều cái chi phí khác nữa đó. Rồi tiếp tục là cái cặp thùng săn xui. Cặp này quý vị nào mà muốn chơi chép còi đó thì đổ vô đây là ngon lành luôn. Vỏ thùng cổ chơi di beo hay là chơi lo đồng trục toàn giải gì đó, vỏ này rất là đẹp đó, e căng bằng gỗ săn xui này, là thì dòng săn xui xuất Mỹ á, Nhật nhưng mà xuất thị trường châu Âu á đó. Rồi bass 30 nha. Và cái thùng này á thì cái chiều sâu của nó là 20, 29
chiều sâu 29 và ngang là 41, ngang là 41, cao là 64, rất là nặng nha. Rồi bắt 30 để Việt giật cái căng qua ga và đo cái lỗ lo chép ở trên cho quý vị cùng xem đó. Rồi ở đây thì cái lỗ lo chép rất là to đó, thì quý vị nào có chép bự thì bắt, còn không có đó thì về nghiên cứu lắp cái lỗ này lại đó. Quan trọng mình lấy cái ván thùng thôi, cái ván này rất là hay đó. Mình đo lọt lòng thôi nha quý vị, lọt lòng thì cũng không có to lắm, khó đo quá, một tay cầm điện thoại một tay đo này. Lọt lòng chiều ngang á, chiều ngang là 23,5 và chiều cao như thế này là 19. Sao có 23,5 chiều ngang người ta? Để việc đo lại coi chính xác không nha. Cái chiều ngang này, xin lỗi quý vị, cái chiều ngang là 3 mấy anh nha. Xin lỗi nha quý vị, cái chiều ngang của cái 33,5 chứ không phải là 23, 33,5 cái chiều ngang này nha. Rồi và cái chiều đứng á là 19. Rồi thì hai cái vỏ tụng nó đẹp mấy chục năm mà, gỗ lạng thế này là đẹp rồi, ở phía sau thì đẹp xuất sắc luôn, phía sau tuyệt vời luôn đó, quý vị và các bạn. Cái cặp vỏ này á Việt bán cho quý vị 2,9 triệu. Quý vị về đánh BU vẹt ni gì lên đó, một tí ở bên ngoài thôi, xài 50 năm nữa. Còn vỏ của mình thì quý vị và các bạn biết rồi, mình ở đây đóng về vài ngày là mối mọt nó ăn, và cái ván của mình là nó khác. Quý vị chơi đồ quý vị nên nhớ là cái ván của người ta đó là cái ván để làm lo nó khác đó, và người ta nghiên cứu làm cho từng loại lo là nó có một cái loại ván nhất định. Nó ép như thế nào, người ta ép như thế nào, keo như thế nào để cho sản xuất ra cái lo đó. Còn mình đây là cứ ván ép mà làm tới, đóng bàn, đóng tủ cũng ván ép ha. Rồi đóng thùng lo cũng ván ép, cũng một loại ván đó. Bởi vậy khi mà quý vị và bạn đo đúng kích thước như cái thùng này, có nhiều quý vị lợi nhà Việt xin kích thước thùng, Việt cho luôn. Nhưng mà khi mà đi đóng về đó, đóng thùng đúng y chang kích thước nhưng lại không hay, với lý do là như vậy. Cái ván chuyên đóng thùng lo nó khác, còn mình không có ván chuyên đóng thùng lo, mình là toàn lấy ván ép đồ này nọ quý vị đóng vô thì nó không có hay đó. Và cái bông tiêu âm của mình nữa. Rồi thì việc nói vậy thôi, còn quý vị nào thích chơi thế nào thì tùy quý vị thôi. Rồi tiếp tục là cái cặp vỏ này là thì vỏ Nhật sức Anh, Nhật sức đi Anh, và chiều cao là 60. Ở đây nó có, đây có hai cặp này thì chiều chiều cao nó giống nhau hết nha, chiều cao và chiều sâu á, chiều cao 60, chiều sâu 30 và chiều ngang thì nó y nhau nha quý vị, nó chỉ khác là thiết kế về các tiếng lo thôi. Chiều ngang là 36. Rồi thì ở đây là bát 30 hết, hai cặp này đều bát 30. Và ở đây thì nó có thiết kế khác là chỗ là một cái chép còi bự, một cặp thì chép còi bự, một cặp thì chép còi nhỏ. Rồi đây, đây với đây là một cặp nè, và cái lưới đen nha. Đó. Cái lưới đen này là cái cặp lớn, cái cặp còi lớn á. Rồi để Việt quay vậy đi cho sát cho quý vị dễ. Đây nè, lưới nè, cái căng. Đó. Rồi đây. Cái căng màu đen. Rồi. Thì cái cặp này là bắt bát 30. Đó, đây. Thùng gỗ lạng. Bát 30. Rồi, đo lại cái kích thước mà lọt lòng này để quý vị và các bạn xem tham khảo nha. Lọt lòng á, ngang này là 26 và cái chiều đứng là 10. Thì quý vị và các bạn nghiên cứu về có thể là độ chế như thế nào tùy nha. Rồi ở dưới này là lọt lòng là 10 và cái chiều đứng thì 7. Rồi rồi về phần cái cặp này á thì đây theo năm tháng thì nó cũng có đây mẻ nè, mấy cái này là nó chóc một tí gỗ lạng bên ngoài. Thì quý vị về sơn BU đánh bạc ni gì đó lên cho nó điều màu lại thì nó hết đó. Đây là phía sau đó, còn thùng này thì phía sau chày.
Đó, còn bên đây thì cũng chốc miếng gỗ lạng nhỏ nè. Đó. Bán cho quý vị và bạn cặp này 1 triệu. Phí vận chuyển là quý vị tự lo nha. Tất cả các thùng ở đây thì phí vận chuyển quý vị tự lo, việc không có bao phí vận chuyển nha. Còn một cặp ở bên đây. Kích thước thì bát thì 30 rồi. Cái lọt lòng đây là 10 7. Lọt lòng đây là 10,5 cái lỗ này. Đó. Rồi bát 30. Đó. Rồi. Lưới màu trắng. Thì đây quý vị và các bạn nào mua phân biệt dùm việc hai cái thùng này nó giống hệt nhau, nhưng mà một cặp lưới trắng, một cặp lưới đen, và một cặp thì còi bự, một cặp thì còi nhỏ. Quý vị muốn mua cái nào quý vị nói rõ nha. Đó. Những cái thùng bên đây thì thấy nó cũng được. Đó. Mẻ cạnh thì nhỏ nhỏ nè, thì chút đỉnh thôi. Rồi. Đây là cái lưới nè, cái căng đó. Đó. Rồi, cái căng bên đây. Rồi. Cặp này thì thấy cũng khá là ổn. Đó. Về phần cái phía sau lưng thì nó không đều màu, nhưng phía trước thì nó giống màu, và thùng cũng màu cũng tương đối giống. Giá 1 triệu luôn. Rồi. Cặp lưới trắng, cặp lưới đen thì giá cũng 1 triệu hết, bằng nhau. Rồi còn đây là một cái cặp săn xui nè, bát 30. Thùng gỗ lạng, cặp săn xui bát 30 thùng gỗ lạng, có lỗ thông hơi. Và ở đây thì cái lo chung nè, lọt lòng là 15. 15 và lo chép ở trên lọt lòng là 9,5. Rồi. Lưới dây căng nè. Dây căng màu xanh còn đầy đủ. Dây căng không có lủng nha, đó. Dây căng không có lủng. Rồi. Thùng gỗ lạng. Thùng gỗ lạng chày chốc ở chút đỉnh. Vỏ này thì ngang là 30 38. Sâu là 30 chưa tính dây căng. Sâu 29,5 chứ không tới 30 nha. Và chiều cao. Chiều cao là 68 đó. Cặp vỏ này bán 1 triệu rưỡi. Giá thì không bao gồm phí vận chuyển. Quý vị nào mua thì trả phí vận chuyển cho bên đơn vị vận chuyển. Đó, rồi. Phía sau này cũng không có nở gì, nó chốc sơn á, do dán băng keo á, khi vận chuyển dán băng keo nè, về lột ra chốc sơn. Đó, rồi. Việc chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau nha.